Thưa quý vị, hàng năm Hội đồng Nhân dân thành phố đều ban hành nghị quyết bổ sung nguồn lực ủy thác ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi đặc thù của thành phố. Một trong những chương trình mang lại hiệu quả cao đó là giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho người dân còn sức lao động. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Năm 2021, gia đình ông Lê Ích Dũng ở thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang giải ngân cho vay 50 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình ông đào ao nuôi cá diêu hồng, đạt hiệu quả kinh tế cao. Dành dụm được bao nhiêu tiền, ông lại đầu tư mở rộng thêm ao đầm đến đó. Năm 2023, ông tiếp tục vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thêm 80 triệu đồng để mở rộng thêm dự án. Với hơn 5 hectare diện tích mặt nước, dự án đang mang lại nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình, góp phần tạo ra những công ăn việc làm cho nhiều lao động, giúp nâng cao đời sống của nhiều hộ gia đình tại thôn. Trước đây là đây là vùng cái nghèo nhất của cả huyện Hòa Vang đấy, bởi vì là khu kinh tế mới. Mà bây giờ nó được thế này là nhìn ra là thấy là ao rồi ruộng vườn rồi nhà cửa phát triển thế này là đã thấy rồi. Còn đây là hộ gia đình ông Phạm Ngọc Linh trú tại thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Hương. Năm 2022, nhìn thấy nhu cầu thị trường lớn, ông Linh nghiên cứu mô hình kỹ thuật nuôi dê mới từ hộ nông dân xã Hòa Hương và qua các trang thông tin điện tử. Ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi dê và heo giống. Dự án nuôi dê kết hợp nuôi heo của ông khởi đầu tốt và đang mang lại năng suất cao, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho tinh thần khởi nghiệp, mạnh dạn tiếp cận mô hình sản xuất kinh doanh mới đến bà con trong thôn. Vừa rồi cũng được cái sự hỗ trợ của ngân hàng để mà bảo đảm cái nguồn chăn nuôi thì gia đình cũng có được vay hỗ trợ vay nông dân 100 triệu. Đến bây giờ nói chung thì nhìn ra thì rất có hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền trú ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ cho biết, năm 2019, chị khởi nghiệp bằng mô hình ươm tạo lan giống, được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm và tạo việc làm mới của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ. Hơn 3 năm qua, vườn phong lan của chị đã không ngừng phát triển và đã mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết công ăn việc làm cho 5 lao động cố định. Tiếp cận nguồn vốn vay từ nguồn vốn di dời giải tỏa thì vườn tôi đã đầu tư cây giống rồi giá thể để trồng cây phân bón để phục vụ cho việc trồng lan, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động hiện tại ở vườn và đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Số liệu từ cơ quan thống kê công bố tháng 7 năm 2023, thông qua chương trình ủy thác vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm, tự tạo việc làm của thành phố đã giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng nửa năm 2023 đã giải ngân 736 tỷ đồng với gần 11.000 dự án, góp phần giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động. Bình quân mỗi lao động được vay trên 67 triệu đồng. Nhu cầu vay vốn mà hiện nay tôi cho rằng là cái vấn đề chuyển đổi ngành nghề là rất lớn. Như vậy nguồn lực này không chỉ từ Trung ương và cũng cần phải có cái nguồn lực từ địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách. Thì có như vậy thì chúng tôi mới đáp ứng cơ bản với các đối tượng. Cũng theo ông Trung, từ sau khi có chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang trung bình mỗi năm khoảng 150 đến 200 tỷ đồng. Nhờ vậy có thêm nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này đạt hơn 4.430 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn trung ương là 2.585 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là trên 1.844 tỷ đồng.